Nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp 2020-2025 đã đi qua nửa chặng đường. Đó cũng là thời gian tình hình kinh tế xã hội đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do tác động của dịch bệnh COVID-19, thiên tai, biến động của tình hình thế giới. Những yếu tố này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Thời gian này, tổ chức đảng cấp trên cơ sở đang gấp rút kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng cấp cơ sở để có hướng chỉ đạo sát đúng, vừa rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời nhìn lại những chỉ tiêu chưa đạt để lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đảng tiếp tục đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp. Bám sát tình hình thực tiễn, các địa phương đã triển khai thực hiện chỉ tiêu nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó, việc xác định mục tiêu trọng tâm, chỉ ra các điểm nghẽn, các vấn đề ách yếu để tìm ra các giải pháp giải quyết là vấn đề được nhiều địa phương chú trọng. Trước năm 2020, trạm y tế xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn chỉ có một dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp. Trang thiết bị y tế thiếu thốn. Khó khăn về cơ sở vật chất đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chuyên môn. Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra mục tiêu xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện nghị quyết, xã đã chủ động tìm kiếm các nguồn lực, dự án, trích ngân sách đầu tư xây mới nhà làm việc và nâng cấp mua sắm trang thiết bị. Cơ sở vật chất đảm bảo đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn. Khi mà cơ sở là nó khang trang rồi thì anh chị em hầu như là hào hức để rồi thường ngày làm việc nó tận tâm hơn, trách nhiệm hơn. Lượng người dân đến khám so với trước đây chưa có cơ sở vật chất khang trang nữa thì nó tăng dần lên. Chất lượng khám điều trị thì người dân rất hài lòng. Cho nên cái vấn đề giảm cái bệnh nhân chuyển tuyến đi rất nhiều. Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Yên Thành đặt ra mục tiêu xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện đã chọn Long Thành là xã đầu tiên thực hiện mục tiêu này. Trong bối cảnh kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ xã Long Thành đã tập trung tìm giải pháp tháo gỡ các điểm còn ách yếu trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao để ưu tiên giải quyết, trong đó có tiêu chí về giao thông nông thôn. Đây là một trong 43 điểm giao thông trên địa bàn xã Long Thành cần xây dựng gờ giảm tốc, biển báo giao thông. Với đặc thù là đường ngõ xóm giao nhau với đường liên xã, lưu lượng người tham gia giao thông tại đây khá đông. Cấp ủy chính quyền xã xác định việc xây dựng gờ giảm tốc, biển báo là rất cần thiết nhằm hạn chế tai nạn giao thông có thể xảy ra. Vấn đề này nhận được sự đồng thuận của người dân. Chủ trương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì tất cả cái triển khai từ đảng ủy bán cho đến địa phương dưới thì nhân dân tán thành ủng hộ. Chủ trương mà làm cái gờ giảm tốc ở các cái ngã ba ngã bảy thì cả đó là một cái chủ trương đó là đúng, mà cũng đã để thực hiện là làm càng sớm một tổ để thực hiện đảm bảo an toàn cho nhân dân tham gia giao thông. Đảng ủy xã tập trung họp ban chỉ đạo cùng với họp cấp ủy ở các đơn vị xóm để thành lập các cái đoàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cái việc thực hiện ở các cái đơn vị xóm. Đồng thời đó cùng chỉ đạo ủy ban nhân xã có các cái cơ chế để chúng ta hỗ trợ tích cực cho các cái đơn vị xóm, rồi các tổ chức đoàn thể để xây dựng, tập trung để xây dựng cái nông thôn mới kiểu mẫu đạt được cái tiến độ là đề ra. Nhiều năm qua, cánh đồng ngác giữa vùng chuyên canh rau màu lớn nhất của xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu thường bị úng ngập vào mùa mưa. Người dân phải nghỉ canh tác trong khoảng 3 tháng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất. Đảng bộ xã đã đặt ra mục tiêu xây dựng hệ thống mương tiêu thoát nước, giao thông nội đồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất và thu nhập cho người dân. Qua huy động nguồn lực, từ năm 2021 đến nay, xã đã xây dựng trên 20 km kênh mương và đường nội đồng. Hệ thống này đưa vào vận hành đã cải thiện được vấn đề úng ngập, giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất. Sau khi có cái mương thì như vậy là tiêu úng thì khi thời gian để sản xuất trên đất đó, là như vậy là được tăng lên. Như vậy là cơ bản là chỉ ngập lụt chỉ có khoảng độ một tuần trở lại thôi. Nước nó cạn đi và như vậy là
nó bở ra và dần dần lại sản xuất được thêm được một vụ đó. Năng suất nó cao hơn và tất nhiên là khi năng suất cao hơn thì ta có thu nhập cao hơn. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ thì Đảng ủy sẽ tập trung để rồi chỉ đạo thực hiện đồng bộ các cái giải pháp để rồi thực hiện cái việc là đầu tư cái cơ sở hạ tầng cho vùng sản xuất một cách đồng bộ. Thì thứ nhất là phát huy được cái nội lực của người dân trong cái việc là đóng góp rồi đầu tư. Cái thứ hai là tôi cũng nhờ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn rồi thu hút các cái dự án đầu tư cho cái vùng sản xuất. Và cái thứ ba thì cũng vận dụng cái nguồn từ cái nguồn cấp quyền sử dụng đất rồi đầu tư cho phát triển. Cùng việc tập trung giải quyết các vấn đề ách yếu, các địa phương đã khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu nghị quyết. Nhiều địa phương đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, như xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn đạt chuẩn nông thôn mới trước 2 năm. Để đạt mục tiêu này, xã đã huy động tổng nguồn lực trên 152 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 28 tỷ đồng. 15 trên 18 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đạt và vượt kế hoạch. Phải xác định cho được cái nhiệm vụ trọng tâm, cái việc phải làm và sau đó là tập trung nguồn lực, một là cái báo cáo xây dựng đề án, báo cáo cấp trên để tranh thủ cái hỗ trợ từ cái nguồn hỗ trợ dự án từ cấp trên, từ nhà nước. Cùng với đó thì địa phương phải nỗ lực để tăng cường các cái nguồn thu của địa phương để rồi làm cái nhiệm vụ là đối ứng trong các cái, cho các cái công trình đảm bảo theo quy định. Với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương đã tập trung lãnh đạo ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề. Đến thời điểm này, hiện đã có 50% số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt kết quả nổi bật như văn hóa xã hội, chuyển dịch cơ cấu sản xuất và phát triển đảng. Cấp ủy chính quyền đã đưa ra các giải pháp phù hợp để thực hiện những chỉ tiêu được đánh giá là có nhiều điểm khó. Hai cái chỉ tiêu mà chúng tôi xác định khó khăn nhất đó là chỉ tiêu về phát triển kinh tế và cái chỉ tiêu công tác xây dựng đảng. Giải pháp thì chúng tôi tiếp tục thực hiện cái đề án mỗi xã một sản phẩm và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng đơn vị diện tích, tuyên truyền nhân dân, phát triển nhiều mô hình kinh tế. Về chỉ tiêu công tác kết nạp đảng, xây dựng ra chỉ tiêu kết nạp cho lực lượng cả các chi bộ là từ đoàn viên hội viên, đó là hội viên hội nông dân, hội viên hội phụ nữ, hội viên hội cựu chiến binh, nâng cao cái số lượng và cái chất lượng ở tận từ chi bộ thôn xóm với cái tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo cũng như khát vọng vươn lên. Khi được đứng vào hàng ngũ của đảng thì tôi thấy là trách nhiệm của bản thân lớn hơn, cao hơn và muốn trau dồi thêm kiến thức về cũng như công việc của mình nhiều hơn nữa thì có thể làm tốt nhất công việc được sao. Những chuyển biến từ đảng bộ cơ sở đã góp phần quan trọng để các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Dù chưa có báo cáo chính thức nhưng nhiều địa phương đã đánh giá việc thực hiện nửa đầu nhiệm kỳ với nhiều kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nhiều vướng mắc được tháo gỡ. Việc thực hiện các chỉ tiêu nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Tuy vậy, theo dự báo của nhiều địa phương, từ nay đến cuối nhiệm kỳ có một số chỉ tiêu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều này đòi hỏi đảng bộ cơ sở cần tăng tốc hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Tổ chức đảng cấp trên cơ sở cần có hướng chỉ đạo sát đúng, nhìn lại những chỉ tiêu chưa đạt để lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp. Thanh Chương đã đề ra chương trình hành động và đã triển khai xây dựng 16 đề án, 2 chương trình, 5 kế hoạch để triển khai thực hiện các cái mục tiêu nghị quyết của đại hội. Chọn nội dung, chọn chủ đề để xây dựng đề án, xây dựng chương trình, xây dựng kế hoạch. Sau đó thành lập tổ chỉ đạo cơ sở, phân công các đồng chí thường vụ phụ trách các vùng, các đồng chí trong ban chấp hành phụ trách các điểm và các đồng chí cán bộ chuyên viên là tham gia các cái tổ chỉ đạo đó. Tiếp tục là phát huy tiềm năng
lợi thế tận dụng tối đa nguồn lực, phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn đảng bộ, đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch, vân vân, và cũng như cái phân công nhiệm vụ cụ thể cho đồng chí ủy viên một cách cụ thể để các tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, sớm thực hiện thành công các cái mục tiêu đưa Nghĩa Đàn trở thành trung tâm phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như là nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 29 đã đề ra. Từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo để ra soát 23 chương trình đề án nghị quyết mà Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ 27 đã đề ra, để thông qua đó là có sự đánh giá sớm, có sự chỉ đạo sớm và tích cực để làm thế nào những cái kết quả, những cái việc lãnh đạo chỉ đạo ở của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở một cách thực hiện một cách đồng bộ và đáp ứng tốt các cái yêu cầu theo nghị quyết tổ chức cái đợt kiểm tra diện rộng, đợt giám sát diện rộng về việc thực hiện các cái chương trình đề án nghị quyết trên địa bàn để điều chỉnh công tác lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả trong cái giai đoạn tới. Nghị quyết đại hội đảng là những định hướng quan trọng trong phát triển của mỗi địa phương. Việc đưa ra các giải pháp và tăng tốc thực hiện chỉ tiêu nghị quyết thể hiện vai trò lãnh đạo của đảng đối với các lĩnh vực đời sống xã hội. Để thực hiện các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, cần tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động để nghị quyết đi vào cuộc sống, giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc sống.